một binh sĩ ngủ say dưới lòng đất 17 năm. Sau khi tỉnh dậy, anh ta phát hiện anh là người duy nhất còn sống trên trái đất. Là điều gì đã khiến nhân loại diệt vong? Hóa ra chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra. Một số nước thua trận, không chấp nhận nổi thất bại, dùng vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Khi bom hạt nhân nổ, những người ở gần bị bốc hơi bởi bức xạ nhiệt, những người ở xa bị khí nóng trong không khí thiêu bỏng tới chết. Sau đó sóng xung kích của vụ nổ lan ra toàn cầu, thiêu hủy toàn bộ kiến trúc của nhân loại. Mà kế hoạch Stanton ngăn chặn loài người diệt vong trước trận chiến, một số binh sĩ được cho ngủ say để duy trì văn minh nhân loại. Sau 17 năm nhân loại diệt vong, Stanton 02 đã khởi động khẩn cấp trình tự thức tỉnh. Khoang tàu bắt đầu thoát nước ra ngoài, đèn vàng không ngừng nhấp nháy. Buồng ngủ đông của Stanton 02 được mở ra. 02 hồi phục ý thức, bắt đầu cố gắng ngồi dậy. Anh tháo mặt nạ, ho vài cái, xem ra không khí không tốt lắm. 02 ngồi trên mặt đất, bắt đầu quan sát bốn phía. Hóa ra bị đánh thức khẩn cấp là do điện của buồng ngủ đông không đủ, máy nén đã không thể duy trì nhiệt độ thấp. Anh phát hiện trong phòng có hai buồng ngủ đông, buồng ngủ đông 01 đã trống. Lúc này chuông cảnh báo vang lên, bắt buộc nhanh chóng rời đi. 02 mặc đồ bảo hộ lên, mở cửa hầm trú ẩn ra. Do thang máy không có điện hỗ trợ, anh chỉ có thể trèo ra từ cửa thoát hiểm. 02 đi ra ngoài, bị sốc vì cảnh vật xung quanh. Thế giới loài người trở thành một tàn tích, kiến trúc của nhân loại bị san phẳng trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất toàn hố lớn. Khiến anh càng buồn là mặc dù đã qua 17 năm, nhưng mức bức xạ nhiệt vẫn rất cao. Lúc này thiết bị nhắc nhở anh đến nơi tập trung khẩn cấp, cách chỗ này 10,4 km. 02 bắt đầu hành trình. Trên đường 02 quan sát bốn phía, một là tìm người may mắn sống sót, hai là phòng kẻ địch xuất hiện. Khi cuối cùng báo công dân, tiêu để miêu tả chiến tranh bị anh dẫm qua. Con đường phồn hoa trước đây giờ chỉ còn sót những chiếc xe vỡ nát, xe ô tô mất hết màu sắc bởi lớp sơn đã bị nhiệt độ cao nung chảy. Bốn phía không có bất kỳ thực động vật nào. Đây chính là điểm đáng sợ của bom nguyên tử. Sau khi 02 đến điểm tập trung khẩn cấp, phát hiện đây là một căn cứ quân sự cũ nát. Anh vào trong lục soát, anh chỉ tìm thấy một bộ điện thoại màu đỏ. Anh cầm lên phát hiện điện thoại đã hỏng rồi. Hết cách, anh chỉ có thể đi ra. Anh dùng thiết bị vô tuyến bắt đầu dò tín hiệu, tìm kiếm người sống sót, nhưng thiết bị vẫn luôn hiển thị không có tín hiệu. 02 chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Lúc này anh mới cảm thấy sự cô độc, tựa như cả thế giới chỉ còn sót lại một mình anh. Anh dùng ống nhòm quan sát, chỉ thấy sự hoang vắng vô tận, không có vết tích của con người. Tâm lý 02 có chút suy sụp, anh định tháo mặt nạ xuống, tự do hít thở không khí. Nước mưa làm ướt mặt anh. Anh không còn bận tâm tia phóng xạ xung quanh. Anh nghĩ nếu thế giới chỉ còn lại mình, sống thì có ý nghĩa gì? Anh đang nghĩ linh tinh, đột nhiên thiết bị nhận được tín hiệu, cách 205m có đồng đội. Đây là thật sao? Anh chạy về phía đó, hy vọng lại được thắp lên. Nhưng đến nơi anh lại thất vọng, hóa ra tìm được xương cốt của đồng đội, mũ sắt bị bắn vào đầu, bên trong đã thành xương trắng. 02 hét lớn đấm vào xe ô tô, anh chôn đồng đội để tạm biệt. Lúc này 02 đã thức dậy khoảng 10 tiếng. Anh đi tới đâu đều là đổ nát, thế giới xây dựng trăm năm sau 17 năm ngắn ngủi đã biến mất hoàn toàn. Anh đói không chịu nổi, cuối cùng tìm được đồ ăn, lọ đồ ăn cho chó, đồ ăn tốt nhất hậu Khải Huyền. 02 không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Anh thử cạo râu cho mình. Đây là lần đầu tiên cạo râu sau 17 năm, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Mà lúc này thiết bị của anh hết sạch điện. 02 ngồi dưới đất, tuyệt vọng khóc. 2 giờ sau, 02 nghĩ ra phương án cuối cùng. Anh tới tòa nhà cao nhất gần đó, xung quanh hoang vắng. Anh cầm súng tín hiệu gắn đạn tín hiệu lên, bắn một viên lên bầu trời. Xem ra anh muốn gọi tiếp tế siêu cấp. Đạn tín hiệu bay lên bầu trời rồi biến mất. Thời gian không ngừng trôi qua, không ai trả lời. 02 đau khổ cúi thấp đầu, xem ra thế giới chỉ còn mình anh rồi. Lúc này đột nhiên không xa phía trước, một viên đạn tín hiệu màu đỏ phóng lên bầu trời. Tốt rồi, có hồi đáp rồi, có người. 02 vô cùng vui vẻ. Anh chạy về phía đạn tín hiệu phóng ra, trong đầu hiện ra đủ loại khả năng sắp đến mục tiêu. Anh nghĩ vẫn nên dùng ống nhòm để an toàn, dẫu sao anh cũng là một binh sĩ ưu tú. Anh phát hiện phía sau ô tô có một người nấp ở đó, nhìn mũ sắt thì hẳn là bộ đội nước địch. Chuyện không ổn rồi. 02 âm thầm đi qua, tiếp cận như tử thần. Mục tiêu không hề phát giác ra. Lúc này cách mục tiêu chỉ còn 10m. Lúc này anh đột nhiên nhìn thấy đó chỉ là một chiếc mũ sắt, rõ ràng là bẫy. 02 nhanh chóng quay đầu, nhưng muộn rồi, có một binh sĩ địch đã ngắm trúng anh, hơn nữa còn là một nữ binh vẽ mắt. Hai người họ cứ ngắm như vậy, ai cũng không bóp cò. Đủ loại suy nghĩ không ngừng lướt qua đầu họ, là hòa hay chiến đây? Cuối cùng lý trí chiến thắng tất cả. Thế giới chỉ còn sót lại một nam một nữ, còn có ý nghĩa chiến đấu gì đây? 02 chớp mắt một chút, ra hiệu cho đối phương. Nữ binh cũng buông lỏng cảnh giác. Vào lúc 02 hạ súng xuống, hai người họ đã có cả thế giới. Hết phim. Phim tên người đàn ông cuối cùng.